Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên Kinh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến tiếp tục đến với một tác phẩm mới của tác giả Hải Tâm, tựa đề là Tội ác trưởng thôn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sống ở đời phàm là những kẻ chỉ muốn ăn trên ngồi chốc, luôn mưu hèn ký bẩn, lấy lòng dạ ki bo hẹp hòi mà đối đãi với người khác, thì sớm muộn gì rồi cũng nhận được trái độc. ấy thế mà lão điền trường thôn của Liên Mỹ lại cứ sống cuộc sống vui khỏe, sống dài sống nhai nhợn như nhàn nhã, mặc cho bao kẻ dân đen căm phẫn vào nguyền rủa. Tính của lão thì tùn mùn bẩn bựa tham lam lại còn độc ác, lão á cả tâm lẫn khẩu, xấu từ trong ra ngoài, răng thì hô bụng thì bổ rau găm. Làm trưởng thôn 3 năm chưa thích được công lao gì, chỉ thấy không biết bao nhiêu hộ dân doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều phen điêu đứng phải bỏ xứ mà đi, vì bị lão chèn ép kích động chống phá. Thôn Liên Mỹ vốn là một thôn được chính quyền chú trọng phát triển, lại nằm sát ngay quốc lộ thuận tiện giao thương buôn bán, cho nên nhiều người dân cũng như doanh nghiệp đến đây để làm ăn kinh tế, ấy vậy mà ở đời chủ tịch cũ thì người dân được hỗ trợ tạo điều kiện làm ăn bao nhiêu thì từ thời chủ tịch mới cùng với lão điển đến làm trưởng thôn thì người dân khốn khổ bấy nhiêu dân tiểu thương trong chợ đầu mối vẫn truyền tay nhau phải cúng kiếng đầy đủ cho lão điển thì lão mới để yên cho mà sinh sống làm ăn trên đất này còn dằm mùng một lễ tết quên qua thăm viếng kiểu gì là cũng nẹt cho cái lỗi rồi tốn gấp đôi tiền lễ lạt một số doanh nghiệp vì không chịu được việc suốt ngày lão điển xúi dục người dân khiếu nại khiếu kiện, tung tin đồn giả để vòi tiền đòi thường, đành phải đóng các cơ cờ sản xuất hoặc là chuyển đến địa phương khác để hoạt động. Doanh nghiệp nào cố ở lại thì cũng như các tiểu thương buôn bán ở trong chợ, cứ dằm mùng một lễ Tết không được vắng mặt ở nhà của lão để mà dâng lễ vật. Nếu không lỡ ngỡ hôm sau ăn ngay cái đơn khiếu kiện tố cáo của người dân nào đó rồi lên xã mà trình bày vừa mất tiền lại tốn cả thời gian. Người ta vẫn cầu nguyện cho cái câu ác giả, ác báo nó linh nghiệm, nó ứng với lão trưởng thôn, nhưng mà mòn mỏi chờ đợi dòng giã ba năm nay, thì lão điền vẫn cứ hiên ngang bòn rút của người dân, nhờ nhơ thành thơi mà không ai làm được gì lão. Cũng có kẻ dám đi tố cáo lão kích động nhân dân để mưu cầu trục lợi cá nhân, nhưng cuối cùng cũng bỏ nàng bỏ xóm mà đi vì không đủ bằng chứng. Trong số người dân bị lão điền bắt nạt có hộ nhà ông Trình làm đậu phụ. Ông Trình tuy lớn tuổi hơn lão điền lại là một cựu chiến binh thương binh hạng hai nhưng mà lão điền cũng chẳng coi ông là gì. Hờ ra là đe nạt dọa dẫm. Vì tính của ông Trình ngay thẳng chính trực không chịu luồn cúi, công phụng cho hắn. Mấy lần đầu thì bị bắt nạt thì ông Trình còn đến nhà lão điền để nói chuyện nhưng mà tần suất ngày càng nhiều hơn thì con run xéo lắm cũng quẩn ông trình không thèm mầy mỏng nữa mà gửi đơn thẳng lên xã đề nghị chính quyền can thiệp để ông yên tâm làm ăn sản xuất không biết bọn rút sơ mú gì được ở chỗ ông trình cho nên lão liền đâm ghét sinh thủ tìm đủ mọi cách để phá hoại để hạ bệ uy tín của ông trong khi ở sườn đậu phủ của ông trình ngày càng được mở rộng Hàng ngày lượng đầu phụ bán ra cung cấp cho toàn bộ khu chợ đầu mối và các chợ cóc trong xã, cho nên thu nhập cũng khấm khá lắm. Với bản chất của một người lính đã ngấm vào trong da thịt, ông Trình cũng chẳng để cho mình sướng một mình mà tích cực tạo công ăn việc làm cho các hộ nghèo trong thôn. Đồng thời hàng tháng cũng đóng góp nho nhỏ cho nhà chùa để nuôi mấy đứa nhỏ mồ côi. Vì tấm lòng hướng thiện này cho nên ông bà được đa số bà con trong làng yêu mến cảm phục. Nhiều lần bầu ông làm trưởng thôn thay lão điển nhưng ông từ chối vì bận làm ăn kinh tế. Bởi vậy ông Trình càng được nhiều người dân tin tưởng ủng hộ bao nhiêu thì lại càng làm cho lão điển tức giận. Coi ông như bộ cây gai trong mắt phải tìm cách loại bỏ sớm. Sáng sớm ngày hôm nay như thường lệ tiền lão điển thong rong trên con SH chạy lòng vòng trong thôn để mà xăm soi xem nhà nào hở cái gì để còn bắt bè mà kiếm bữa nhậu chưa ấy vậy mà chưa bắt được gì thì đã gặp ông trình đứng phát quà cho mấy hộ nghèo bị thất nghiệp mùa dịch nhìn mặt ai cũng vui vẻ hớn hở rối rít cả mưa đông đã bán đậu phụ mà lão dần tím mặt bậc dòng quay xe vòng qua lối khác đi cho đỡ chạm mặt kẻ thù lão rẽ vào một con đường đất đằng sau sườn đậu phụ của nhà ông trình để đi lên chợ đầu mối bỗng gã phanh két còn ét lại ngắm nghía cái ống nước thải từ trong sườn đậu phụ chảy ra một đúc rồi nhếch mép cười đắc ý lão tự nhủ ở trong lòng phen này thì mày chết với bố chờ đấy cái thằng giả khốn kiếp ngay tối ngày hôm đó lão điền gọi ba gã đàn ông gần nhà của ông trình đó là long hội và hóa là công nhân đang thất nghiệp do khâu công nghiệp tạm đóng cửa nghỉ phòng dịch như buồn ngủ gặp cơn chiếu manh lại được lão trưởng thôn tiếp đãi như là khách quý bằng một con cá chép om dưa cùng mấy đĩa thịt chó và cút rượu táo mèo thì cả ba lấy làm sung sướng lắm cả nhóm chén chú chén anh mãi khuya mới chịu nghỉ dù báo đài đang đưa tin cấm tụ tập đông người để lây phòng dịch khi mà đánh chén no say lão điền mới bắt đầu lên tiếng này anh bảo các chú có muốn làm ăn một chuyến không chẳng cần đồ mồ hôi mà vẫn kiếm được tiền thậm chí là rất nhiều tiền Ba cái lúc dịch dã thế này Mà vớ được mối làm ăn này ấy, thì ngon phải biết Nghe đến tiền thì cả ba gã mắt sáng rực cả lên như đèn phá ô tô liền vội nhau nhau lên hỏi Ba có mối nào cứ bảo bọn em Mẹ nó dịch đói nhăn cả răng cả tháng này rồi Còn mụ vợ của em cứ đi ra đi vào hỏi tiền nong Đóng hết cả đầu lên Ba gã kia hào hứng như vậy thì lão điền hài lòng lắm Lão nhấp một ngụm nước trà xanh đặc sệt, nở ra một nụ cười ma mãnh rồi nói. Việc này anh đã nhắm thì chỉ có chúng mà thôi. Quý bà chú thật thà chịu khó, lại biết điều. Cho nên anh mới bảo cho mà làm ăn. Chứ thằng khác thì thôi. Anh thà chứ không chứ không có ôm rôm giọng bụng. Bà gã kia nghe vậy thì liền mừng ra mặt. Tỏ vẻ biết ơn khi được lão trưởng thôn chiếu cố. Cho nên lại càng ra sức xung xoe nịnh bợ lão điển Để được lão bố thí cho một con đường kiếm tiền không cần đổ mồ hôi sôi nước mắt như đi làm nhiều công nhân bốc vác trong mấy khu công nghiệp. Lão Điển ra vẻ bí mật kéo cả hai ba lại gần, thì thầm một kế hoạch gì đó mà lão đã cẩn thận lên chi tiết. Chỉ biết là cả ba gã đàn ông chăm chú lắng nghe cùng gật đầu tâm đắc. mấy sáng sớm ngày hôm sau, một trong ba gã đàn ông vừa ăn nhậu bên nhà của Lão Điền tới nhà của ông Trình để xin vào xưởng đậu phụ làm việc gã đi vào sân thấy ông trình đang tưới cho mấy chậu hoa lan thì nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi chắc cho chú ạ à, chú có mấy giỏ hoa lan đẹp quá mấy chậu này chắc cũng khó chăm lắm hả chú thấy gã đàn ông hàng xóm lâu lắm không gặp mặt nay tự dưng qua thăm ông trình rời lời thả cái bình nước trên tay chạy ra mời gã vào uống nước thằng hồi đấy hả cháu vào uống chén nước đi tí mày vừa mới hãm đấy nay qua kiếm chú có việc gì thế Gã kia ngồi xuống cái chõng tre bên hiên, đỡ lấy ấm nước từ tay của ông Trình rót ra hai chén rồi lễ phép thư chuyển. Dạ cháu cũng cực chẳng đã mới qua đây để nhà chú. Dịch dã kéo dài quá cho nên là bên khu công nghiệp cũng có mấy ca dương tính. Cho nên bọn cháu phải tạm thời nghỉ phòng dịch chú ạ. À? Nhưng mà nghỉ làm chứ nào có nghỉ ăn nghỉ học được đâu. Hai đứa bé nhà cháu nó đang tuổi ăn tuổi lớn mà không có cho nó ăn nó cũng xót ruột lắm. Thế nên là hôm nay cháu qua hỏi chú cho cháu vào xưởng nhà mình làm công Trang trải qua cái đoạn khó khăn này chú hả Ờ à, mày nói chú mới nhớ cái xưởng đang thiếu chân giao hàng Mày không ngại thì cứ ở đấy mà làm với chú Giàu thì chú không có cho mày Thế nhưng mà đủ ăn đủ mặc thì chú đảm bảo cho Nếu làm thì hôm nay làm luôn đi Ông Trình liền thật thà nói Nghe thấy vậy hội mở cờ trong bụng Vì bước đầu tiên tiếp cận cái xưởng đậu phụ đã thành công gã vội vàng cúm núm cảm ơn ông trình rồi xin phép về thay đồ để đến nhận việc luôn trong buổi sáng hồi vốn là một gã đàn ông siêng ăn nhắc làm đã ngoài ba mươi có hai con học cấp một nhưng sau khi vợ bỏ đi vì không chịu cảnh nổi vũ phu lười biếng lại ham mê rượu chè bài bạc thì gã quán trắng cho mẹ đẻ việc nuôi dưỡng hai đứa trẻ bình thường thì cũng chẳng quan hệ gì chỗ nhà ông trình thậm chí là thấy nhà ông lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán thì gã lấy làm ghen tức lắm cầu là người đi chung con ngõ uống chung một nguồn nước nhưng gã thì quanh năm túng thiếu nợ nần còn bên kia thì hàng xóm sung túc hàng ngày khấm khá nên nhiều lần hội đã nói cảnh nói khóe móc mỉa nói xấu ông trình với người trong thôn việc cũng chẳng đến tai của ông trình nhưng mà vốn dĩ tính dĩ hỏa vi quý ông cũng chẳng thèm quan tâm coi như là trẻ con chưa hiểu sự đời mà bỏ qua cho gã. Này thấy đích thân hội sang nhà xin việc, cũng trình bày rõ hoàn cảnh gà chống nuôi con, cho nên ông trình đinh ninh các hàng xóm suốt ngày lông bông kia đã thay đổi tâm tính, mà ông cho một cơ hội được vào xưởng nhà mình làm. Quả thật là hội từ khi đến xưởng đậu phụ làm chân giao hàng, thì hắn tỏ ra chăm chỉ lắm. Sáng nào hội cũng đi giao hết một lượt cho các mối buôn ở trên chợ, Xong xuôi thì hắn quay lại xưởng sung phong lau dọn vệ sinh khu vực sản xuất. Đóng lại đồ đạc trong bếp ăn, gặp ai cũng sởi lời chào hỏi, khiến cho mọi người đều phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của gã. Lâu dần ông Trình tin tưởng hội giao luôn việc quản lý kho vật liệu cho gã, mà ông không biết rằng đây chính là một quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông. Sáng sớm hôm đó, công nhân bên xưởng sản xuất vừa cho ra lò một mẻ đậu mới còn nghi ngút khói. Hội đã có mặt để đưa lên chợ đầu mối giao cho các tiểu thương mua buôn. Các vui vẻ giao hết số đậu vụ rồi đi mua một con cá chép thật to, mang về để tối nay ga sắt làm một nồi lẩu thật ngon, mời các chiến hữu là một bữa liên hoan tổng kết một tháng cả đi làm. Và không ngoài khả năng dự đoán của hội, từ 12 giờ trưa bên nhà ông Trình bỗng ồn nào, người ra kẻ vào mặt ai nấy đều tái mét lo lắng vì có tin hàng chục người ăn đầu phủ nhà ông bị ngộ độc đang cấp cứu ở bệnh viện. Ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, công an đã có mặt tại nhà ông Trình để phong tỏa toàn bộ khu vực xưởng điều tra và lấy lời khai của công nhân trong cả làm. Và lấy lời khai của công nhân trong cả làm sáng nay. Theo kết quả kiểm định mẫu đầu phụ lấy từ xưởng của ông Trình, thì cơ quan công an phát hiện một hàm lượng lớn chất phít, hay còn được gọi là bột chua. Một hóa chất tẩy trắng được sử dụng nhiều trong ngành diệt nhuộm tẩy trắng bột giấy. Trong chế biến thực phẩm hóa chất này tuyệt nhiên bị cấm bởi nó có thể gây nên ung thư, hèn xuyễn, những chứng bệnh về hô hấp và thậm chí là còn gây ngộ độc thần kinh ngoại biên và thần kinh trung ương. Do người dùng đã ăn phải một lượng lớn sô có trong miếng đậu của nhà ông Trình, cho nên hầu hết đều bị suy hô hấp, khó thở nôn mửa co giật, phải đến bệnh viện để sổ ruột và giải độc. Trong số đó có người diễn biến nặng rơi vào trạng thái hôn mê, tiên lượng xấu. Ông Trình cùng hai công nhân thân tín trực tiếp làm đầu phụ trong ca sáng nay đã bị công an bắt tạm giam ngay lập tức để điều tra. Cả thôn Liên Mỹ được một phen xôn xao và kinh ngạc. Ngày hôm sau hồ cá của nhà Thành cảnh cái xưởng đậu phủ của ông Trình cá chết nổi trắng trên mặt nước thành cùng vợ ra đứng bên hồ gào khóc thảm thiết vì chỉ hơn một tháng nữa thôi ao cá này có thể thu hoạch bây giờ cá chết coi như là mất trắng cả vốn lẫn lời ngay tới khoản nợ vay ngân hàng để đầu tư cho hồ cá mà thành không đứng vững nổi nữa anh cứ thất thần nhìn đàn cá chết ngửa bụng dù hôm qua còn khỏe mạnh bình thường với lúc đó thì lão điền xuất tiền ra về mặt động viên hai vợ chồng của thành thôi hai vợ chồng em bình tĩnh đi anh cùng với bà con sẽ tìm lại công bằng cho các em. Cá nó tự dưng chẳng chết đâu, chắc nó bị trúng độc thì mới chết hết sau một đêm như vậy. Thành là một anh nông dân thật thà chất phác, ai nói gì thì nghe nấy, cho nên khi nghe những lời của ông Điển phân tích thì anh ta điền máu lắm. Đứng trên bờ ao vừa xuất của vừa tức giận. Thì sư bố cái thằng nào hãm hại nhà em chứ? Xưa nay cả cái thôn này biết nhà em có điều tiếng với ai bao giờ đâu. Thế nhưng mà 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 chúng nó nỡ phá của nhà em mất trắng như thế này. Anh là trưởng thôn, vợ chồng của em nhờ anh đứng ra phân xử đúng sai. Được rồi, vợ chồng chú cứ bình tĩnh rồi anh sẽ làm cho nhẽ cái chuyện này. Lão Điển nhếch mép cười nham hiểm rồi thùng thẳng đi xung quanh cái ao cá của nhà thành để xem xét. Lão đi một lúc đến cái cống thoát nước của sườn đậu phụ nhà ông Trình thì lão ta dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ rồi gọi nhà thành ra cổng xem xét. Này, nhà chú ra đây mà xem này. Nước cửa cống thoát lên bên sườn đậu phụ, nó đấu thẳng ra hệ thống thoát nước của thôn. Từ đó lại chảy về ao nhà chú. Giờ theo anh thì chú lấy nước ở đây mang đi kiểm định xem có phải là nước ao nhà chú bị ô nhiễm là do bên sườn đậu phụ chảy sang hay không? Thành nghe vậy thì lật đật đi lấy chai nhựa rồi nhảy xuống múc nước cống đưa lên cho lão điển. Anh nông dân thật thà khép nép hỏi lão trưởng thôn. Em chẳng biết kiểm định như thế nào, Thành quen biết nhiều anh lo luôn giúp em đi. Chi phí thế nào thì vợ chồng em gửi đủ cho bác. Thấy Thành nói đúng ý của mình thì lão Điển mừng lắm nhưng mà ngoài miệng vẫn nói ra vẻ ban ơn. Tôi mà đứng ra thì sợ người ta lại bảo là tôi bao đồng hay là có gì không phải viết lão trình. Nhưng mà vợ chồng chú đã nói vậy thì để anh liên hệ trên huyện cho. Nay gửi sáng mai có kết quả ngay. Nếu mà quả thật là hồ cá của chú chết là do nước thải từ xưởng đậu phụ thì chú đệ đơn lên cho công an mà tố cáo quân lừa đảo trừ cái thói làm ăn à uôm láo nháo đó đi. Dạ, thế vợ chồng em cảm ơn bác nhiều lắm. Tối em xin phép sang nhà bác để cảm ơn sau. Vợ chồng của Thành rối rít cảm ơn lão điền rồi nháy mắt bảo nhau ra về. Chuẩn bị tiền nong tôi còn mang sang cúng cho lão. Mong vớt vát được chút đỉnh từ tiền bồi thường của ông Trình nếu mọi việc được thuận lợi. Quả đúng như là kế hoạch của lão điền đã bày ra nước ao của nhà vợ chồng thành bị ô nhiễm nặng do bột chua thải ra từ công nước của xưởng đậu phụ. Khỏi phải nói khi cầm trên tay tờ giấy ghi kết quả kiểm định mẫu nước mẫu đất liền. Quả thật khi cầm cái mẫu tờ giấy ghi kết quả kiểm định mẫu nước mẫu đất, lão điển đưa cho thì gã nghiến răng ken két, mành cả quay hàm ra mà gắn lên từng chữ. Cái thằng già này xưa nay em vẫn tưởng lão làm ăn tử tế, ai ngờ lão lại độc ác như vậy chứ. Cá ăn vào chết cả ao thì không biết người ăn chúng phải nguy hiểm thế nào. Bao nhiêu vốn liếng vợ chồng em coi như là đi tông rồi bắt điện à. Phần này em phải làm cho dân nhẽ mới được. Tất nhiên là phản ứng của Thành đã nằm trong dự đoán của Lão Điền. Lão Điền nhấp một chén trà chép chép miệng để tận hưởng cái vị đắng chát tan ra từ cổ hỏng rồi mới nói tiếp. Đúng rồi, theo anh thì chú cứ cầm cái kết quả này làm đơn tố cáo. Anh cũng sẽ có ý kiến với xã để xử lý răn đe làm gương cho người khác chứ không thể để cái thôn này nó loạn lên như thế. Thế là chỉ trong 3 ngày ông Trình phải nhận hai đơn tố cáo về việc sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất đầu phụ gây ngộ độc thực phẩm và ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại về kinh tế sức khỏe của người dân. Mấy hộ gia đình xung quanh lần lượt lấy mẫu nước sinh hoạt đi kiểm định, rồi tập trung ngay trước cổng nhà ông Trình để biểu tình, đòi ông bồi thường thiệt hại khiến vợ chồng của ông trình vốn có bệnh cao huyết áp phải nhập viện cấp cứu vì sốc liên tiếp nhận được thông tin chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ông trình trong phòng tạm giam của công an huyện trở nên hoang mang lo lắng vì không hiểu nguyên cớ làm sao lại ra nông nỗi như vậy vốn là một người cựu chiến binh ông trình luôn căn dặn con cháu người làm phải đảm bảo chất lượng của từng miếng đậu bán ra mặc cho giá thành có cao hơn một chút nhưng với ông sức khỏe của người tiêu dùng và uy tín của người sản xuất phải được đặt lên hàng đầu. Ấy vậy mà bỗng sau một đêm ông bị vu cho là một kẻ hám lợi, bất chính, bất chấp tính mạng của người khác. Cái sự thực nó quá tàn khốc với ông. Bị tạm giam hơn 7 hôm thì ông được đưa về nhà để chờ điều tra. Nhưng mà chỉ thích bóng ở đầu thôn là liên tục các bà các thím trước đây sùng ông như thánh sống, bây giờ quay sang chỉ chiết chửi rủa không tiếc lời. Có người còn nhổ tuệt một bãi nước miếng trước mặt của ông rồi cắp nón đi thẳng, coi ông như là ác quỷ, là phí vật. Từ trong nhà tiếng của bà Thu và ông kêu khóc nghe đâu mà nẫu ruột. Từ ngày ở viện bà không dám bước ra khỏi ngõ vì sợ người ta bàn tán, chỉ trích, thậm chí là mắng chửi xua đuổi. Ông Trình ngồi xuống bộ bàn ghế lâu ngày không ai lau chổi đã bám một lớp bụi trắng, đưa ánh mắt buồn rười rượi về khu nhà xưởng sản xuất mà chỉ mấy ngày trước còn ngập tràn tiếng cười nói của công nhân lẫn người mua người bán này đã bị niêm phong im lìm vui mình dưới nắng mà làm cho lòng của ông đau như cắt ông tin mình luôn sống đúng với lương tâm có trời đất chứng giám nhưng mà bây giờ biết đâu làm gì để mà minh oan cho bản thân để vượt lại cách xưởng là nguồn sống không chỉ của ông mà còn của hơn chục công nhân lao động Ông cứ ngồi ở đó hút hết cả một bao thuốc mà suy nghĩ về chuyện đời, chuyện nghề của mình. Bà Thu từ trong buồng ngủ bước ra ngồi xuống bên cạnh chồng mà nước mắt ngắn dài đẫm khuôn mặt hốc hác, già sọm, chỉ sau có mấy ngày ra biến. Đưa đội tài nhăn nhau nắm lấy tay của ông Trình bà nghẹn ngào thì thầm. Hay là tôi bảo thằng Minh nó thuê luật sư ở Hà Nội về cho ông. Chứ oán ức nhục nhã thế này sao mình sống tiếp cho nổi nhìn cái dáng vẻ tiều tụy của vợ mà trong lòng có ông chỉnh xót xa vô cùng thương vợ ốm đau nay chịu một cú sốc quá lớn như vậy mà ông thở dài một tiếng chua chát rồi chấn an vợ tôi cũng đang tính vậy thằng minh nó quen biết nhiều hôm trước nó bảo là tìm được luật sư cho tôi mai tôi gọi cho con nó sắp xếp lịch làm việc với bên luật sư sớm mình không làm thì chắc chắn sẽ có cách minh oan bà đừng có lo lắng có ảnh hưởng cho sức khỏe nhưng mà tôi vẫn còn lo lắng Bụng dạ nóng như lửa đốt Không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa Nói rồi bà Thu lại lau nước mắt lã chã rơi đi vào trong buồng nằm trên giường khóc giấm dứt vì sợ ông Trình thấy mình yếu đuối mà thêm áp lực. Hai ông bà đi với nhau một đoạn đường dài hơn 40 năm, cầu nhau trải qua nhiều sóng gió. Thế nhưng mà trên lúc nào bà thấy ông suy sụp như lần này. Đôi chân của chồng bà đã từng đi qua chiến tranh rồi chiến đấu với giặc đói giặc rốt cùng chính phủ. Những tưởng khi về nhà có thể an nhàn thành thơi mà sống. ấy vậy mà từ đâu dông bão ập xuống ngôi nhà của hai ông bà. ấy vậy mà từ đâu dông bão ập xuống ngôi nhà của hai ông bà đang bình yên làm ăn sinh sống bỗng trở thành tội đồ của thôn của xóm. đi đến đâu cũng bị xa lánh ngắt hồi nhục mạ. càng nghĩ bà thu lại càng uất ức càng thăng trách cho ông trời rồi lại thương cảm cho người chồng một đời ngay thẳng, cuối cùng lại bị hàm oan, có thể rơi vào vòng lao lý. Ngoài nhà ông Trình vẫn ngồi hút thuốc bên bàn trà. Cái bóng lưng của ông dưới đèn vàng yếu ớt vốn đã gầy gò, nay trông như là cỏng hơn trong tâm bão. Ông Trình sau một đêm không ngủ thì đã ra ngoài sáng sớm tinh mơ đi tập thể dục, trên con đê chạy qua làng để thư giãn đầu óc, chuẩn bị chiến đấu với kẻ giáp tâm vu oan giá họa cho mình. Vừa đi được một đoàn thì ông bắt gặp lão điển Cũng chạy xe máy từ trong làng đi tới Vốn từ trước đến nay hai nhà không được thuận hòa cho lắm Nay ông xảy ra chuyện nghe bảo lão điển này thường xuyên xúi dục người làng biểu tình Phản đối cái xưởng đậu phụ của nhà ông Cho nên ông Trình nhanh chóng xuống triển đi để rửa tay Bởi tránh voi chẳng xấu mặt nào Thế nhưng mà lão Điền đã thấy ông Trình từ xa Lão vội dồ ga tới rồi dựng chân trống xuống rồi hắng giọng hỏi. Này, nhà bác lại định thả cái gì xuống dòng sông đấy hả? À? Đừng có mà hậm hực lại đi đầu độc cả cái thôn này luôn đấy. Ông Trình vốn cưng trực thẳng tính, nghe lão điền cà khịa mình như vậy thì ly lên chất vấn. Anh ăn nói cho nó cẩn thận, đừng có mở gấp lửa bỏ tay người. Chưa biết cuối cùng mèo nào lộ đuôi đâu. Ôi trời ơi lại còn điêu ngoa để tôi cho gọi cả cái thôn này ra bắt quả tang ông đang thả chất độc xuống sông nhé. Để rồi xem người ta tin bác hay là tin tôi. Léo Điền vành mặt lên mà thách thức cầu với nụ cười nửa miệng gian manh. Biết đứng đây đôi co với lão đàn ông bẩn tính xảo quyệt này cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Có khi lại chó dài cắn càn thì bản thân lại thiệt thân. Cho nên ông Trình liền hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Thế nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lão Điền thấy ông Trình đi đến trước này rồi vẫn không chịu luồn cúi, cầu cạnh mình lại còn tỏ ra bất cần, cho nên tức mình lão dồ ga phóng theo, đạp một phát từ sau lưng ông Trình, khiến cho ông ngã lăn ra đất. Cô đã bất ngờ từ gã đàn ông vạm vỡ lực điền, làm cho ông Trình đau đến nghẹt thở. Ông lồm cồm bỏ dậy định giã cho gã một trận, thì lại nhận thêm một cú đá nữa vào mặt nổ cả đom đóm mắt. Chuyện chỉ có vậy nhưng mà lão Điền thì vẫn chưa hết cơn căng máu. Chuyện chỉ có vậy nhưng lão Điền vẫn chưa hết cơn hàng máu. Thế ông Trình nằm bẹp dưới đất thở từng người khó nhọc, máu từ mắt mũi nhỏ ra lấm tấm trên nền đất, thì lão Điền như là cơn say thú. Gã tiếp tục xốc xuống cả người của ông Trình nắm mạnh lên thêm một cái về phía triển đê bê tông, vừa ném lão vừa đay nghiến. Ông cho mày chết này cái thằng giả mất dậy, mày dám coi thường ông à? Với sức lực của một gã đàn ông hơn 50 tuổi thường xuyên được ăn uống tầm bổ, thì sau cú ném như trời giáng của lão điển, ông Trình nằm gục luôn tại chỗ. Một tiếng cầm khô khốc do đầu của ông Trình đập vào mặt bê tông vang lên. Máu từ sau gáy bắt đầu chảy ra và ông Trình không còn đứng lên được nữa. Lão Điện tiếp tục kéo ông Trình lên định tiếp tục đánh, thì lão hoàng hồn khi thích người của ông Trình mềm nhũn trên tay của hắn, hoàn toàn không còn sự sống lúc này lão minh nhận ra thêm cú ném vừa rồi của mình đã đoạt mạng của ông già hàng xóm đáng thương máu từ trên vết thương trên đầu của ông trình chảy đỏ cả hai tay của lão điển khiến cho lão phút chốc dùng mình để kinh hãi thế nhưng chỉ có một phút để lấy lại bình tĩnh lão điển nhanh chóng nhìn ngó xung quanh thấy có ai chứng kiến việc liền hất luôn cây sắc của ông trình xuống dòng sông thẳm rồi men theo bờ kè xuống sông rửa sạch máu trên tay Tiền lão cởi luôn chiếc áo khoác có dính máu ném xuống sông để phi tăng chứng cứ. Xong rồi lão chạy lên xe đi thẳng ra chợ ăn tiết canh mà không thèm ngoái đầu lại như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó ở nhà bà Thu đang lúi húi nấu bữa ăn sáng ở dưới bếp để chờ chồng đi tập thể dục về ăn. Thì bà giật bắn mình khi mà ông Trình đứng ở ngoài sân đưa đôi mắt u buồn nhìn bà. Toàn thân của ông bê bết buồn đất mặt mũi dì ra từng giọt máu lăng lộ, ngay cả cái áo bàn lỗ màu trắng. Bà Thu kinh hãi kêu lên một tiếng thất thanh. Trời đất ơi, ông đi đâu mà ngã thành như thế này? Đi vào đây thay đồ rồi lau vết thương cho, lại còn đứng ở đó. Thế nhưng mà ông Trình vẫn không trả lời bà mà vẫn đứng yên nhìn vật trong nhà. Máu và nước bồn đã nhỏ ướt cả một vũng sân. Thế vậy bà Thu lật đận bỏ cái rổ rau xuống chạy ra nắm lấy tay của ông rồi kéo vào trong nhà ông rửa giấy qua đi tôi đi lấy đồ trông thay nói rồi bà chạy nhanh vào trong buồng lấy quần áo cho chồng thay vì sợ ông cảm lạnh bởi vừa rồi khi nắm tay của ông thì bà thấy cả người của ông lạnh toát cứng đờ ấy vậy mà chỉ một phút sau khi bà trở ra thì ông trình đã đi đâu mất chỉ để lại trên sàn nhà tắm một vũng nước bùn lẫn máu đen đặc bà thu vội chạy xung quanh sân vườn xem ông trình đang làm gì nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của ông đâu Lúc này cả ruột can của bà nóng lên như lửa đốt, huyết áp lại tăng đột ngột khiến bà như sắp ngã quỷ. Bà cô hết sức lết vào ban thờ ra tiên, thắp một nén hương cầu xin cho ông Trình được khỏe mạnh bình an. Thế nhưng khi mà que hương vừa cắm xuống thì cả bát hương bốc cháy ngột ngột, rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà thù chóng vắng ngồi bệt xuống đất không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chắc chắn một cơn rông tố nữa vừa đổ xuống nhà bà chờ cho mặt trời lên đến ngọn tre mà ông Trình vẫn chưa quay về. Bà Thu sau khi bình tĩnh lại thì bấm số gọi mấy người thân trong thôn cùng với con trai đang làm việc trên thành phố. Về để tìm ông Trình, bởi bà có linh tính về việc ông Trình gặp biến cố kinh khủng nào đó. Mấy chục người nhà bà Thu đi khắp mọi nơi tìm kiếm, lật cả từng lùm cây bụi cỏ. Nhưng đến cuối chiều thì vẫn không thấy ông Trình đâu, Lúc này thì bà Thu đã thực sự tin chồng của mình gặp chuyện chẳng lành. Nhưng người bà con trước đây chịu nhiều ơn nghĩa của ông Trình, nay thấy nhà ông như vậy thì cũng qua giúp đi tìm ông. Mà đến chiều thì vẫn chưa thấy thì một người sốt ruột lên tiếng nói. Thế lúc sáng ông ấy con đã bảo lên đi đâu không? Bà Thu miếu máu trả lời. Sáng ra ông ấy dậy đi thể dục ngoài sông. Xong là tôi đang nấu ăn sáng trong bếp thì ông ấy về. Nhưng mà người ngợm toàn buồn đất ướt sũng thôi. Tôi vừa chạy về nhà lấy trông cái bộ quần áo sạch Quay ra thì ông ấy đi đâu mất rồi chẳng nói với tôi tiếng nào cả Nghe bà Thu nói vậy thì một ông lão hoảng hốt kêu lên Thôi chết rồi Mấy đứa đàn ông ra sông xem nào Tôi nghĩ ông ấy đã xảy ra chuyện rồi Rồi quay về báo cho bà Thu không biết chừng đấy Nhanh đi Mặt trời tắt nắng là nguy to Đám đàn ông trong thôn nghe vậy lập tức mang mấy chiếc xào chạy ra con sông thủy lợi chảy qua làng. Con sông này mới được xã cho trùng tu nạo vết lòng sông, và xây bờ kè bê tông. Cho nên mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều, nhiều người lựa chọn ra đây để đi thể dục. Thế nhưng mà nước sông lại rất sâu chảy xiết. Nếu lỡ rơi xuống không biết bơi hoặc đã bơi không giỏi thì xác định là mất sắc Và chỉ khoảng 30 phút sau, cây sắc của ông Trình mắc trong tấm lưới cá ngư. Và khoảng 30 phút sau thì sắc của ông Trình mắc trong tấm lưới cá do người dân vứt lại để được vứt lên Khuôn mặt của ông tím tái hai mắt trắng dã trợn ngược, khiến cho những người có mặt đều thất kinh sợ hãi. Lão Điền lúc này cũng có mặt để trùng vớt xác của ông Trình. Lão ta đứng trên con đê chỉ đạo đoàn đàn ông về nhà thông báo cho gia đình chuẩn bị hậu sự. Sau đó thì sông sáo cùng với người làng khâm liệm ngay trên đê cho người đàn ông xấu số. Vì theo quan niệm dân gian, xác chết trôi không được đưa về nhà, Người ta cũng thông báo cho cậu cả Minh con trai của ông Trình hiện phục vụ trong quân đội về chịu tăng cha. Nhưng mà đúng đợt Minh đang phải đi hỗ trợ vùng dịch cho nên anh đành bất lực tổng tâm đứng ở cổng khu cách ly mà vái vọng về quê nhà mà ruột gan đau đớn vô cùng. Anh dù không về được nhưng mà trong lòng vẫn không tin nổi vào cái sự thật. Cha mình đã tự vẫn vì không chịu nổi những lời đàm tiếu của thiên hạ. Vì anh biết với khí chất của một người lính đã từng vào sinh ra từ ở chiến trường miền Nam thì làm sao ông lại yếu đuối sẽ bị gục ngã như vậy. Sau khi đó ở quê nhà, cây xăng của ông Trình đã được lão Điền chỉ đạo đội tăng lễ thôn tắm rửa, thay quần áo rồi nhanh chóng cho vào cái áo quan bằng gỗ được đặt ở bờ đê. Những người thân trong họ thay nhau túc trực cạnh quan tài của ông Trình. Nhà ông có mỗi cậu con trai lại không về chịu tăng cha được ai nấy đều xót xa cho tình cảnh của nhà ông mà không dám nói ra bằng lời. Còn lão Điền thì lấy lý do ông Trình chết đuối không được đưa về nhà. Nếu để lâu trên đê thế này sợ ảnh hưởng tới người trong thôn, cho nên dục một bà cô trong họ của ông Trình về báo với người nhà, cho di quan ngay vào sáng sớm ngày hôm sau, theo giờ mà lão đã xem giúp. Giờ bà Thu với cô con gái mới học năm nhất đại học là mẹ quá con côi, lại mới xảy ra việc ở sườn đậu phụ, cho nên nào có tiếng nói cho nên là dưới áp lực của lão điển. Cộng với mấy hộ dân trong thôn, thì hai mẹ con buộc phải đưa ông Trình ra nghĩa địa theo ý kiến của người dân trong thôn, dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi và vướng mắc. Về phần của lão điển thì cái chết của ông Trình cũng chẳng hề làm cho lão ta cảm thấy áy náy và sợ hãi. Ngược lại, ngay cái tối mà tìm thấy xác của ông Trình, lão đã gọi cho ba gã đàn ông hôm trước tới nhà, là một bữa thịt chó để ăn mừng việc đã triệt hạ hoàn toàn một kẻ đối đầu với lão. Bốn người chén tạc chén thù vui vẻ tới nửa đêm mới chịu đứng lên ai về nhà nấy. Tiến ba gã đàn ông ra ngoài cửa, lão điền lúc này say túy lúy đứng vịn vào cánh cầm sắt, cất cái giọng lè nhà căn dặn ba thằng đàn ông. bảo mày nhớ lời anh bảo chưa? Nhớ kín mồm kinh miệng ấy nha. Cái gì cũng có, nếu mà hé răng ra nửa lời thì anh cắt lưỡi. Vâng, ông anh nói mãi. Bọn này không kín thì ai kín nữa hả? Một gã vỗ vỗ vào cái phong bì tiền mà lão điển cười. Mà lão điển cho cười lên một tiếng khoái trá. Rồi khuất bóng vào con đường trong thôn tối đen như bực. Khi mà ba gã đã khuất bóng thì lão điển ở lên một tiếng thu thiền. Rồi chân nam đã chân chiêu định quay vào nhà đánh một giấc. Sáng mai còn ra đi chỉ đạo việc mai chay của ông Trình. Thế nhưng mà lúc này một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của lão, tựa như là cánh cổng kéo giật lại phía sau, cùng một giọng nói âm mưu văng vẳng khắp không gian màn đêm yên tĩnh. Trả lại mạng cho tao, trả lại danh dự cho tao, mày phải chết. Lão Điền giật mình ngước mặt lên, nheo mắt nhìn vào cái bàn tay đang kéo lên mình, rồi hoàng hốt ngã lộn ra đằng sau. Miệng của lão á khẩu không nên lời, cái bóng đen từ từ tiến sát lại vào mặt của lão điền nhìn lão bằng một cặp mắt trắng dã để tức giận. Nước buồn lẫn máu từ cái bóng đen nhỏ tong tong lên mặt của lão bốc mùi hôi tanh lợm giọng khiến cho lão nồn thốc nồn tháo hết những gì gắt đã cho vào bụng. Lấy hết sức bình sinh, lão điền vừa bò giật lồi vào bên trong sân vừa lắp bắp cầu xin. Tha cho tôi, xin xin bác, tha cho tôi đừng lại gần đây. Mặc cho gã liên tục xua tay trước mặt mà cầu xin, cái bóng đen vẫn chậm chậm bước tưởng bước lại gần, rồi đưa đôi tay lạnh buốt bóp cổ của lão điển, khiến cho lão không còn vùng vẫy được nữa, mà chỉ phát ra được những tiếng ú ớ khó nhọc. Bóng cái bóng đèn quay ngoắt đầu ra đằng sau để lộ ra một phần sọ não bị lõm vào trong rồi ghé sát vào tai của lão điển thì thầm. Tha cho mày, mày có tha cho tao không? ta làm gì mày mà mày hại cả nhà tao rồi giết tao khỏi phải nói nghe tiếng nói kia vang lên thì lão điền càng thêm bấn loạn toàn thân của lão run lên cầm gập nước tiểu cùng với bãi nôn tung tóe khắp người bốc mùi hôi hám tanh tưởi đến ghê người lão ta không dám trả lời cố gắng gỡ bàn tên lệnh buốt như là hai gọng kìm túm chặt lên cổ mà khóc lóc thảm thiết cho đến khi nằm vật ra nền xi măng và bất tỉnh nhân sự Sáng hôm sau người nhà mới phát hiện ra lão điền nằm ngất ở ngoài sân thì vội đưa lão đến bệnh viện cấp cứu. Lão được xác định là uống rượu say trúng gió cho nên ngất ra sân không ai biết. Đưa vào viện muộn may còn giữ được tính mạng nhưng một nửa khuôn mặt bị liệt, mồm méo sạch sang một bên trông như một chiếc rẻ lau bị buộc túm lại vậy. Nằm trên giường bệnh một mình nghĩ đến chuyện tối qua gặp hồn ma của ông Trình mà lão không khỏi dùng mình ớn lạnh nhưng mặt khác vẫn tức bầm gan tím ruột vì đến khi chết rồi ông trình vẫn không để cho lão được yên càng nghĩ lão lại càng tức quyết sau khi khỏe lại sẽ tìm một ông thầy bùa cao tay về chấn niệm lại cái mộ của ông trình để linh hồn của ông ta mãi mãi không còn hiện lên dọa lão được nữa về phần của minh phải đến 20 ngày sau khi mà cha mất mình mới hết đợt công tác để trở về nhà đối mặt với cái chết chưa rõ ràng của cha mình vô cùng phẫn nộ khi mẹ và em gái dưới sức ép của lão trưởng thôn và các hộ dân đã phải chấp nhận phép vua thua lệ làng cây đắng nhìn cha của mình bị vùi xuống đất trước khi sự thật chưa được làm sáng tỏ đứng trước bàn thờ của cha thì minh thắp một nén hương rồi quay sang thẩm cầu gấn cha sống khôn chết thiêng xoay đừng chỉ lối cho con tìm được bằng chứng để minh oan cho cha cho gia đình của mình cha nhé Ngày sau đó thì Minh đã liên hệ với một số người bạn công tác trong lực lượng công an để nhờ tư vấn. Giúp đỡ và được một người bạn là công an tỉnh đang trong đợt nghỉ phép, tích thân về quê cùng hỗ trợ tìm kiếm sự thật minh oan cho cha của cậu. Từ bến xe ra đón bạn về nhà, Minh kể hết ngọn ngành cho Nam bạn của mình nghe. Nam lấy khó hiểu lắm vì dù ở đây là vùng nông thôn, nhưng mà kinh tế đã phát triển rất nhiều. Đời sống văn hóa mấy năm nay được nâng cao, nhưng cách tiếp cận điều tra một vụ án lại cực kỳ sơ sài không muốn nói là tất trách nam quyết định sẽ âm thầm đi tìm chứng cứ và nơi đầu tiên anh tìm đến chính là cái nhà kho chứa nguyên vật liệu sản xuất đậu phụ nằm trong xưởng của cha minh nói là nhà kho nhưng mà nó cũng khá đơn sơ chỉ có mấy bao tài hạt đậu tương và một ít túi ni lông cốc nhựa dùng để đựng sữa đậu nành vì ông trình chết thì vụ án cũng đã được cơ quan công an cho kết thúc điều tra tháo niêm phong khu vực nhà xưởng cho nên nam dễ dàng vào được bên trong xem xét hồ sơ giấy tờ mua bán do chính ông trình ghi chép lại một quyền chứng từ nhập hàng cũng rất đơn giản trên đó chỉ ghi bao gồm các loại nguyên vật liệu để sản xuất đậu phụ và các chế phẩm khác chứ không hề có các loại hóa chất phụ gia khác nam bảo minh gỡ nốt các giấy tờ niêm phong ra khỏi khu vực nhà xưởng sau đó Nam chụp ảnh lại toàn bộ hiện trường nơi trực tiếp sản xuất những bìa đậu phụ bị nhiễm độc, rồi tỉ mỉ xem xét từng xô chậu, khay đựng. Rồi trong quá trình sản xuất, cuối cùng Nam cũng quay sang rồi bảo với Minh. Để toàn bộ đậu phụ cung cấp cho chợ đầu mối vừa đủ để giết hết chết cái cá, và đủ để giết chết hết cá trong cái ao kia, tôi dám cá là phải dùng đến vài kg bột chua trộn lẫn vào bột đậu, thì may ra mới đủ, nhưng mà tôi xem quanh đây chẳng có vật nào chứa đựng bột chua kể cả trong nhà kho. Tôi nghĩ đây là một tình tiết đáng ngờ. Giờ dạ, ông gọi hai người công nhân ca sáng hôm xảy ra vụ việc nhiễm độc đến đây, cho tôi hỏi thêm một số việc có được không? Mình nãy giờ vẫn đi theo hỗ trợ Nam, nghe vậy thì lập tức chạy vào trong nhà lít điện thoại của bà Thu bấm gọi cho hai anh công nhân. Trực tiếp làm đầu phụ hôm trước tới nhà để hỏi chuyện, nghe Minh trình bày vấn đề thì hai người kia cũng vội chạy sang nhà ông Trình để hợp tác, cùng tìm ra sự thật minh oan cho ông chủ nhà xưởng, cũng chính như là mình. Khi mà hai công nhân có mặt đầy đủ Nam bắt đầu hỏi chi tiết quá trình hai người bắt đầu ca làm việc cho đến khi bán hết suất đậu phụ ra về. Nam gần thận ghi chép lại từng lời tường trình của hai công nhân, anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: như vậy là khi bắt đầu nhận nguyên liệu từ kho? thì các anh đều thấy lượng đậu nành trong bao tải nhiều hơn ngày thường. Nhưng mà tại sao lại không thắc mắc với chú Trình? Một người công nhân gãi đầu thật thà trả lời. Thì cũng định thắc mắc như cậu hội đã bảo hôm đó là ngày nghỉ. Người ta ăn nhiều hơn cho nên chú Trình yêu cầu làm tăng thêm so với ngày thường. Nguyên liệu đã được nhân viên kho làm sạch. Chúng tôi chỉ nhận lại cho vào máy chế biến, chứ cũng chẳng có dám thắc mắc gì thêm. Nhân viên kho chính là cậu hội luôn phải không? làm đầu xong thì các anh có đi giao hàng luôn không? Vâng, cậu ấy phụ trách trong kho và giao hàng. Chúng tôi chỉ sản xuất xong thì về từ 10 giờ sáng. Chiều mới quay lại làm ca chiều thì sẽ ra chuyện như vậy. Nam hỏi thêm một số câu hỏi nữa thì đã hiểu ra vấn đề. Vội vàng cảm ơn hai anh công nhân rồi quay sang bảo với Minh. Chúng ta đi sang nhà cậu Minh kia một chuyến. Chúng ta đi sang nhà cậu kia một chuyến. Nhưng mà đừng để cho anh ta biết. Cậu xem thời điểm nào đi thì phù hợp mình quay lại hỏi anh công nhân vẫn còn đang chăm chú cuộc nói chuyện của nam và minh anh thắng anh quý hai anh quen biết cậu hội hơn em có ý kiến gì không cậu hội này trước đi làm công nhân cho khu công nghiệp thất nghiệp thì được chú trình nhận vào làm tạm trong xưởng từ ngày xưởng đóng cửa thì chỉ lang thang ở trong xóm ai kêu làm gì thì làm lấy nhưng mà chắc ít làm việc cho nên là thấy hay ở quán bà tư béo ăn thịt chó giờ này chắc vẫn còn đang ở trong quán của bà tư nếu mà muốn qua mà không để cho cậu ta gặp thì tốt nhất tôi hãy qua. Vì vợ con cậu ta đã về ngoại cả tuần rồi. Tối nó hay đi nhậu ở đó đến nửa đêm mới về. Ok, vậy tối nay ta sẽ đi một chuyến. Nam quyết định như vậy. Tới đó ăn uống xong thì Nam và Minh xin phép mẹ ra ngoài hóng gió cho thư giãn. Nhưng mà thực chất là đột nhập vào nhà gã hàng xóm tin hội. Đúng như người công nhân đã nói sáng nay, hội đã đi vắng không có ở nhà, Nhà cô gã chẳng thèm khóa cửa vì trong nhà chẳng có gì đáng giá. Nam liền đi vòng xem qua cái bếp bên cạnh nhà chính xem xét cẩn thận, rồi đem găng tay xách ra một cái xô sơn trắng loại 5 cân. Bảo Minh nhanh về kẻo bị phát hiện. Về đến nhà Nam mới giải thích cái xô sơn này có mùi khá giống mùi bột chua, dù bên trong đã được đổ đi hết sạch. Như vậy có thể nghi ngờ hội là người đã cho độc vào nguyên liệu sản xuất đậu phụ của nhà ông Trình, Tuy nhiên để có thể bắt gã nhận tội thì cần chứng cứ xác thực hơn nữa và phải có kế hoạch dài hơi mới tóm được con cá to đầu đàn. Còn hồi sau một chầu nhậu bí tỉ ở nhà một người bạn thường xuyên cùng nhau ngồi bên chiếu bạc thì gã bước loạn trọng đi trở về nhà. Đi qua cái đoạn cống thoát nước của sườn đậu phụ nhà ông Trình gã cảm thấy mất tiểu cho nên kéo khóa quần đứng giải quyết luôn ở đó mà không biết có một cặp mắt trắng giá u uẩn đang nhìn gã chằm chằm từ đằng sau. Sau khi xả được hết nỗi buồn và lòng đất thì gã lại tiếp tục ngật ngưỡng men theo con đường đất tối mịt trở về nhà. Bỗng nhiên gã vấp phải một cái gì như hòn đá ở giữa đường làm cho gã ngã lăn ra đất. Gã bực mình chửi thề một câu rồi lùm cùng bỏ dậy. Thế nhưng khi bàn tay đang chới với để đứng lên thì gã chạm phải một thứ gì vừa nhảy nhụa vừa hôi tanh lại lạnh ngắt nên là tảng băng, khiến cho gã dùng mình một cái ngã ngửa ra đằng sau. Cố căng mắt lên để nhìn vào màn đêm đen đặc thì hội chít điếng cả người. Toàn thân cứng đờ tê dại, sợ hãi trước mặt. Bởi vì trước mặt của gã lúc này chính là cái bóng gầy gò, vài hơi trúng xuống khắc khổ của ông Trình. Gã hét lên một tiếng để thất thanh. Vừa hét gã vừa bò lùi lại phía sau, nhưng bóng của ông Trình từ từ tiến lại gần, và một làn hơi lạnh lẽo vào mặt của gã rồi cất tiếng nói âm u thì thảo vào tai của gã mày ăn trên mồ hôi xương máu của chú có ngon không hội mày trả lại danh dự cho tao lúc này đầu óc của gã hoàn toàn tê dại vì sợ hãi từng thứ dịch đen ngòm cứ rơi xuống mặt càng làm cho gã thất kinh bao nhiêu rượu và đồ nhậu cứ như vậy được gã nôn thốc ra bằng sạch cái bóng ma của ông trình vẫn chưa dừng lại ông vẫn cứ tiến lên càng lúc càng tiến sắt vào mặt của hội như thể đang chùm cả người lên gã đàn ông hội tiếp tục bỏ trên con đường đất lùi lại đằng sau cho đến khi cả người rơi luôn xuống cái cống nước thải rồi nằm luôn ở đó mà ngất lịm may cho gã là cái công cũng đắc cả nước đầu của gã nằm trên mặt nước cho nên không bị chết đuối nửa đêm mấy người đi soi ếch về qua bắt gặp đã cứu lên đưa gã trở về nhà còn nam đã nói là làm anh dành cả ngày hôm sau để đi điều tra các mối quan hệ lịch trình và những nơi mà hội từng qua lại cũng may mà công an xã phụ trách khu vực thôn liên mỹ cũng hết sức giúp đỡ cho nên là nam nhanh chóng đã khoanh vùng được một số đối tượng đáng nghi vấn đáng kể nhất là quan hệ với ông trưởng thôn bởi theo một số quần chúng nhân dân tường thuật lại sau khi ông trình bị bắt tạm giam thì hội cũng trở mặt luôn với chủ cũ thường xuyên hộ tống lão điển đi kích động người dân trong thôn, đi tố cáo sừng đầu phụ gây ô nhiễm môi trường. Thời gian gần đây dù gã không đi làm nhưng mà đều đặn ngày hai bữa đi nhậu. Hôm thì ở quán thịt chó của bà Tư Béo, hôm thì ở quán tiết canh dê. Tiền năm của gã cũng song phẳng trả cho các chủ quán chứ không nợ nần ghi sổ như lúc trước. Có người dân đã thấy hồi cùng hai đàn ông gần nhà ông Trình ít nhất hai lần đi nhậu ở nhà lão điển trưởng thôn cho đến khuya. Cả bà say túy lúy khi đi ra về từ nhà của lão điển, còn gây sự đánh nhau với một nhóm trai làng khác, khiến một trong ba gã phải rách mặt khâu bảy mũi, tới nay còn chưa lành lại. Đến cuối ngày thì Nam đã sơ bộ nắm được hết các kẻ tình nghi, ngồi vào bàn uống nước ở ngoài sân, Nam thẳng thắn hỏi Minh và bà Thu cô thu và minh có biết lúc sinh thời chú nhà có mâu thuẫn gì với trưởng thôn hoặc là với cậu hội cậu long cậu hóa hàng xóm hay không tôi thì thoát ly quá lâu rồi cũng ít về nhà cho nên không nắm bắt được mẹ thì sao à mình quay sang hỏi bà thu vẫn còn đang trầm ngâm lắng nghe bà thu suy nghĩ một lúc rồi như nhớ ra điều gì mà lật đần chạy vào trong nhà lấy ra mít tờ giấy photo đưa cho nam và minh xem rồi nói Hồi năm ngoái, xưởng của nhà mình cũng bị nhà cậu Hóa kiến nghị về việc xả nước thải sản xuất trực tiếp qua nhà cậu ấy, gây ô nhiễm nguồn nước ăn sinh hoạt. Trong hai cuộc họp với thôn do cậu Điển chủ trì thì Hóa đều đòi bồi thường 50 triệu, nhưng mà cha con không nghe. Ông ấy đề nghị lấy mẫu nước đi kiểm định thì cậu Hóa mới thôi. Mà Hóa với ông Điển là chú anh em còn chú bác gì đó ở trong họ. Mẹ con lưu giữ hết biên bản họp thông đây ngoài ra thì ở à, lần đại hội đại biểu lần trước cũng có nhiều hộ dân đề nghị bầu cha con làm trưởng thôn thay cậu điển vì dù sao thì cha con cũng nhiều tuổi hơn lại có cống hiến cho cách mạng làm ăn kinh tế tốt thế nhưng mà ông ấy không có chịu nhận cậu điển lại tiếp tục làm trưởng thôn cho đến bây giờ dù số phiếu tín nhiệm rất là thấp vậy còn ngày thường có vấn đề gì không hả cô không có đôi lần cô nghe người ta bảo là cậu điển đi nói xấu chú trình đó con nhưng mà chú Trình tính ngay thẳng cả thôn này đều biết Chú chẳng thèm chấp nhưng mà cậu Điền vẫn không biết điều cho lắm Cậu ta thỉnh thoảng vẫn qua sườn này kiểm tra dọa phạt các thứ Thế nhưng mà vẫn chưa bắt được lỗi gì mà phạt Cho nên là có nói là bằng mặt nhưng mà không thể bằng lòng Bà Thu hồi tưởng lại Nam trầm chú lắng nghe và ghi chép lại Xong quay sang bà Thu rồi hỏi Hôm chú Trình mất cô có thấy điều gì bất thường không? Nghe Nam nhắc đến cái chết của chồng thì bà Thu lại không kìm được nước mắt. Minh vội ôm lấy mẹ xoa lưng. Mất một lúc bà mới bình tĩnh lại rồi kể. Hôm đó chú bảo là lên đây đi, đi dạo, xong là sẽ về gọi cho Minh sắp xếp lịch làm việc với luật sư. Vì chú đã có trong tay một số chứng cứ, chứng minh sưởng mình có người cố tình hãm hại. Nếu mà chú đã chắc chắn có thể minh oan cho bản thân như vậy, thì làm sao lại đi tự tử được không? Thì làm sao lại đi tự tử được có đúng không cháu? Cô không nghi ngờ rồi nhưng mà cậu Điền cùng mấy người dân trong thôn nhất định không cho kéo dài thời gian mà bắt di quan ngay để tránh hoang mang trong thôn xóm. Họ còn kéo nhau đến nhà gây áp lực với cô và Minh lấy đông hiếp yếu để 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 đưa chú Trình ra động sớm. Đến lúc này thì Nam đã có thể khẳng định chắc chắn 80% kẻ gây ra sự việc nhấp độc trong sườn đậu phụ là ai và cũng có căn cứ để điều tra lại cái chết của ông Trình. Nam quay sang quả quyết với Minh. Ngày mai tôi đi xem thêm một vài manh mối nữa cho chắc ăn Còn ông thì làm đơn yêu cầu kêu cứu gửi công an xác minh lại cái chết bất thường của chú Tôi cũng sẽ tác động từ trên tỉnh xuống Chắc chắn vụ này chúng ta sẽ lật được Ngày Nam nói như vậy thì cả Minh và bà Thu mừng lắm Ông lấy Nam như một vị ân nhân tái sinh đại gia đình của mình cảm ơn dối rít. Sáng hôm sau Nam lấy con hòn đà cũ của ông Trình còn để ở góc nhà rồi đi tìm đến địa chỉ của một vị thầy bùa trong huyện, được anh công an xã cho. tới nơi đã có một số người dân ngồi trước cổng chờ đợi tới lượt để được gặp vị thầy bùa. Vì nghe nói ông này cao tay trong việc trừ tà bắt ma, Nam lẻn vào bên trong đưa cho cậu bé đang tiếp khách ở cửa một tờ giấy, nhờ đưa cho vị thầy bùa. Một lát sau thì cậu quay lại nói nhỏ vào tay của Nam điều gì đó, rồi ra hiệu anh đi cùng vào bên trong. Ở trong điện thờ là một ông lão độ ngoài 70, râu tóc để dài như mấy vị đạo sĩ đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm ở giữa nhà. Thế Nam bước vào thì vị thầy bùa mở ngăn kéo lôi ra vật gì đó rồi lên tiếng. Ta biết cậu đến đây là vì việc gì, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn thứ cậu muốn. Đây, cầm lấy đi. Vị thầy bùa chia ra cho Nam một cái máy ghi âm nhỏ khiến cho anh ta ngạc nhiên lắm Vị tính anh xưa nay chẳng tin vào mấy thứ bói toán mê tín dị đoan hay là bùa ngải thế mà chẳng hiểu sao ông ta lại đoán được nam sẽ tới tìm nam đón lấy cái máy ghi âm rồi tò mò hỏi ông biết tôi đến sao cái này là gì nghe nam hỏi thì vị thầy bùa cười lên một tiếng sảng khoái rồi chậm rãi nói cậu vốn không tin vào bói toán cho nên ta phải đặc biệt chuẩn bị một thứ liên quan đến khoa học cho cậu Tên là đoạn ghiêm chắc chắn giúp ích cho cậu cũng như là người cậu đang giúp. Thôi về đi, ta còn phải tiếp khách. Yên tâm mà đây không truyền bá mê tín gì đoan, cho nên cậu không có cớ mà phạt hành chính ta được đâu. Vậy là ông ta thực sự đã đến đây. Ông thầy bùa chậm rãi đứng lên thắp bột nén hương trên ban thờ có mấy cái tượng rất lạ rồi tử tốn nói. Đúng vậy, nhưng mà ta có một nguyên tắc nghề nghiệp là không tiếp tay cho cái ác một khi có kẻ muốn lợi dụng ta để che giấu tội ác thì ta đều sẵn sàng làm một cái file ghi âm như thế này để gửi cho công an vậy nên là cậu mới được chính công an xã chỉ đường tìm đến đây chứ nếu không chắc phải vào trại mà tìm hóa ra ông chính là ông thầy bùa dởm đấy hả nam cũng vừa nhận ra ông thầy bùa này chính là nhân vật quen mặt trong các vụ án hình sự của tỉnh không để cho nam nói hết câu ông thầy bùa đã cười lên một tiếng vang nhà rồi bịt mồm của nam lại thôi nào thiên cơ bất khả lộ sẽ đồng chí về đi để tôi còn làm việc nam vui vẻ cầm cái máy ghi âm rồi từ biệt ông thầy bùa rồi chạy về trụ sở công an xã tìm gặp vị công an viên để thông báo kết quả công việc và cũng để cảm ơn cậu ta đã cho mình gặp một quý nhân đặc biệt đến trưa nam sau khi bàn bạc mọi việc với công an xã thì mới trở về nhà của ông trình Thế mình đang buồn giàu ngồi ngắm cách xưởng đậu phụ nằm im điểm phơi nắng. Thì Nam chạy đến kéo Minh vào trong phòng mà thì thầm lên một kế hoạch mà anh chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng. Công an xã dưới sự hướng dẫn của Nam đã triệu tập hội lên làm việc vì nghi ngờ có liên quan đến việc xưởng đậu phụ của nhà ông Trình bị nhiễm độc. Lúc này hội đang mải miết bên cạnh chiếu bạc thế bóng của công an viên đã xuất hiện ở ngoài cầm thì cả lũ vội vứt của chạy lít người nhưng hội thì không may mắn chạy thoát được. Khá được đưa về trụ sở công an yêu cầu hợp tác điều tra. Ngồi trước bàn lấy lời khai thì gã run lắm, vì xưa nay nổi tiếng là hung hăng, ngoài mồm thì lau trao như là chó hoang, nhưng mà bên trong thì lại sợ nhát chết, sợ công an sợ đi tù. Vì công an xã đưa ra cái xô sơn màu trắng mà Nam đã lấy được từ trong nhà của hội đặt lên bàn rồi hỏi. Anh hội này, anh nhận ra cái này chứ? Anh đã dùng nó đừng bột chua để cho vào nguyên liệu làm đậu phụ nhóm trình phải không? Hội tái mét mặt khi nhìn cái xô mà hơn tháng trước, gã đắt đừng bột chua từ lão điển cho vào đó. Nửa đêm trèo tường mò vào sừng đậu phụ nhà ông Trình trộn lẫn vào đống đậu nành để hãm hại ông ta. Gã tưởng gã đã vứt đi rồi, thế mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà sau khi lấy lại bình tĩnh thì hội vội vàng chối đây đầy. đầy. Cái này 10 000 một cái đầy ngoài hàng đồng nát Anh hỏi thì khác nào là làm khó em Nhị đã đoán được phản đứng của gã lưu manh Vì công an không bất ngờ mà chăm chú quan sát từ thay đổi trên nét mặt của hắn Rồi lôi từ trong cặp tài liệu ra một bản ghi lời khai rồi nói Thế mà có người đã khai nhận anh ta cùng với anh tham gia vào việc hạ độc và nguyên liệu làm đậu phụ đấy. Thôi, thành thật khai báo sẽ được pháp luật khoan hồng bằng không tôi không dám chắc là có dưới 5 năm không đấy. rồi trong bụng thì đang giật mình thon thót nhưng hội tiếp tục chống chế. Là ai? Ai đã khai? Tôi, tôi rõ ràng bị oan mà. Là bạn của anh. Anh ta đang được tạm giam ở bên trong. Chúng tôi biết anh cũng chỉ là người bị xúi dục thôi, chứ không phải là chủ mưu có đúng không? Tôi nói cho anh biết khai nhận thành khẩn thì tội càng nhẹ, còn không đi tù mấy năm về chắc gì vợ con còn nữa. Không phải vợ chồng anh mới quay lại hàn gắn sao hả? À? Vì công an ra tiếp đòn đánh vào tâm lý của hội Bởi anh ta biết gã lưu manh này tuy vũ phu Hay đánh đập vợ con Nhưng mà thực chất thì gã lại rất hay ghen Thậm chí là cuồng ghen bởi vợ của gã rất đẹp Giờ đã lấy chồng và có hai mặt con Nhưng mà ra đường đầy lời ông tiếng ve chiêu gạo Khiến cho hội phải ngày đêm để ý canh giữ cẩn thận Và đúng như dự đoán Hội chỉ cần nhắc tới vợ ở nhà không có ai trông Là máu bắt đầu lên não lại thích công an cũng đã biết mình bị xúi dục cho nên gã suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu khai nhận hết mọi việc kể cả việc chính gã và long hàng xóm đã đổ trực tiếp bột chua xuống cống thoát nước của sườn đậu phụ và ao cá của nhà anh thành để cho cá chết cả đoàn mà đổ tội cho ông trình sau khi khai nhận mọi việc xong thì hội được thả cho về tự quản thúc ở địa phương sau gọi trụ sở công an thì gã nhanh chóng đi tìm lão điển và hai người bạn là long và hóa để hỏi thăm tình hình mọi người và bản kế hoạch trốn tội thế nhưng long và hóa cũng lần lượt bị gọi lên công an để lấy lời khai ngay sau khi hội được thả cho nên gã càng tin vào lời của anh công an viên vì việc mình bị lộ là do một trong hai đứa kia khai báo hội vội chạy sang nhà lão điển thông báo tình hình và bàn kế sách thoát tội Lúc này lão Điền đang nằm trên cái sập gỗ giữa gian phòng khách, xem mấy đoạn phim sách. Vì từ ngày bị liệt nửa mặt là cũng ít ra ngoài, vì sợ bà con đầm tiếu cái khuôn mặt nửa người nửa quỷ. Thế hồi hớt này chạy vào thì lão ngồi bật dậy hỏi dồn Làm cái gì như ma đuổi thế? Hồi mặt mũi xanh như đít nhái xà xuống cái sập gỗ, vừa lấy cốc nước của lão Điền uống cạn một hơi, rồi kể lại chuyện mình vừa bị công an xã gọi điện có khả năng là Long và Hóa cũng đã bị bắt lên trên xã, rồi vì giờ không liên lạc được. Chạy khắp nơi trong thôn tìm rồi cũng chẳng thấy. Lão Điền vừa nghe vừa giật giật con mắt đến méo sạch cả mặt. Lão cũng bắt đầu thấy sợ hãi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh gắt lên một tiếng. Trời ơi mà cứ sồn sồn đi làm gì? Chú cứ để anh lên gọi cho thằng em rể ở công an huyện. Ba cái thằng nhãi danh ở xã thì làm được cái gì? Dạo về anh gọi luôn đi, Việc này may ra anh xử lý được Em vẫn chưa khai anh đâu Thế nên anh phải cứu em đi Hội ra về cũng núm để nhờ vả lại chính kẻ đã xúi dục mình Được rồi về đi kèo người ta nghi ngờ Lão Điền khoát tay đuổi hội về bấm số gọi cho cậu em rể vẫn thường bao che cho các hành vi lũng đoạn của lão. Xong rồi lão yên tâm lấy chai rượu danh nhâm nhi với mấy con cá khô mà vợ của lão vừa nướng dưới bếp đợi tin tức về cậu em rể báo về khuya hôm đó lão điền vẫn như thường lệ bắc cây chõng tre nằm ở ngoài hiên nhà hưởng gió trời cho mát khi mà lão đang liêm diêm ngủ thì có một cơn gió thổi qua làm lá bùa mà lão xin được từ ông thầy trên huyện được giấu cẩn thận trên khe clip cửa chính tự nhiên rơi xuống trúng mặt làm cho gã giật nảy cả mình lão hoang mang nhặt lấy lá bùa đã bị rách mất một góc mà không khỏi lo sợ bởi trước đây ông thầy đã bảo phải giữ gìn cẩn thận không được để bùa rách, nếu rách coi như là hết tác dụng. Bóng ở ngoài sân có tiếng trên người bước lao sao trên đám lá khô chậm rãi tiếp lại mỗi lúc một gần, khiến cho lão kinh hãi căng mắt nhìn xuyên qua bóng tối, để tìm kiếm rồi cứng đờ cả chân tay. Khi trước mắt của gã chính là hồn ma của ông Trình đang đứng ngay ngoài khoảng sân, dây tán cây hỏa giấy. Hải hố mắt của ông Trình đen thăm thẳm nhìn lão điển như là thôi miên, khắp sân bốc lên một mùi hôi tanh của buồn và máu sộc thẳng lên não nhưng mà lão điền vẫn chết chân tại chỗ không kịp bỏ chạy dưới làn sương mờ mịt ông trình từ từ tiến vào cây chõng tre nơi lão điền đang đứng rồi cất giọng hỏi tại sao mày lại hại tao tại sao lại giết chết tao cái màn bị liệt mất một nửa của lão điền cứ giật đinh từng hồi vì sợ hãi lão quỳ xuống dưới đất mà lục lại cầu xin tha cho em em chỉ vô tình giết bác chị em không hề cố ý xin, xin bác bác tha cho em hồn ma của ông Trình vẫn không dừng lại trước lời cầu xin của lão Điền ông bước lại gần hơn đưa bàn tay lạnh buốt còn nhỏ ra những giọt nước bùn lẫn máu đen hồi hám nâng lên mặt của lão Điền rồi hỏi tiếp mày không cố ý giết ư thế tại sao lại thả xác tao trôi sông để tao đến chết cũng không được về nhà sao mày ác vậy đền mạng cho tao đi lão điền vừa dập đầu lia lịa vừa bỏ lùi ra đằng sau bám víu và chân chõng tre nhắm tịt mắt mà khóc lóc ỉ ôi là em sai em sợ quá cho nên em nắm bác xuống sông giờ em hối hận lắm em xin bác tha cho em vừa lúc đó thì một ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn pin của một người bật lên rọi thẳng vào mặt lão điền cộng với tiếng nói nghiêm túc cất lên ông nguyễn thanh điền ông đã bị bắt về tội giết người Lão Điền kinh ngạc mở mắt nhìn ra, trước mắt của lão không còn bóng ma để ám ảnh của ông Trịnh nữa, mà chính là ba người mặc cảnh phục của lực lượng công an, cộng với cậu cả minh con của ông Trịnh. Lão chưa kịp hiểu chuyện gì thì một chiếc còng số 8 đóng sập vào tay, rồi bị nhấc bổng đứng lên kéo ra giữa sân để nghe lệnh bắt khẩn cấp. Đến lúc này bình tĩnh hơn lão mới vỡ lẽ, từ nãy đến giờ cái bóng ma nói chuyện với lão chẳng phải ai khác mà chính là cậu cả minh Vốn cậu Minh với ông Trình giống nhau như hai giọt nước, cho nên khi anh ta mặc quần áo của cha mình, rồi đổ một chậu bùn lên người làm cho lão điền trong lúc sợ hãi không đủ tỉnh táo nhận ra là mình đã bị lừa và vô tình khai hết tội giết ông Trình rồi ném xác xuống sông. Vì trong vụ án này không có nhân chứng sự việc cũng đã qua lâu, cho nên việc truy tìm chứng cứ rất là khó khăn. Khi Nam tiếp nhận vụ án từ Minh anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc xin phép gia đình để đào mộ đưa xác của ông Trình lên khám nghiệm tử thi. Xác minh lại lý do gây ra cái chết của ông Trình, đơn kêu cứu của anh cũng đã soạn sẵn cho ông Minh chuẩn bị nộp lên công an và các cơ quan có thẩm quyền. Thế nhưng may mắn cái ông thầy bùa dởm vốn là người được cơ quan công an cải cắm để thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, đã cung cấp cho Nam một chứng cứ rất quan trọng, giúp anh mở khóa được vụ án khó khăn này bởi vậy sau khi nhận được file ghi âm trong đó có việc lão điển đi nhà thầy bùa làm bùa để chấn niệm vong hồn của ông trình từ vì thầy bùa thì nam đã lên kế hoạch cộng với công an xã và công an huyện bắt lão điển tự mình nhận tội cuối cùng thì lão điển cũng bị bắt và trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra thôi liên mỹ cũng thoát khỏi một gã trưởng thôn ti tiện tham lam và độc ác sau khi lão điển bị bắt thì mọi việc cũng đã sáng tỏ Ông Trình cùng những công nhân trong xưởng đậu phủ được minh oan. Cho nên bà Thu quyết định cho xưởng hoạt động trở lại. Bởi cái xưởng này chính là tâm huyết công sức do chồng của bà dựng nên lúc sinh thời. Và cũng là nguồn thu nhập chính để cho bà chu cấp nuôi dưỡng sau đứa trẻ mồ côi đang chờ bà ở chùa. Người thôn Liên Mỹ cùng lần lượt kéo nhau đến thắp hương tạ lỗi với ông Trình. Giờ đây họ đoàn kết hơn, có chính kiến hơn để không bị ai dắt mũi, dám đấu tranh với cái sai ác để giúp thôn làng bình yên và phát triển. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.